Rồi, tới 2 sáng giờ thì bây giờ mình cũng đã gắn xong được 2 cột lọc. Lọc thì đang xả dơ lật nhất. Đây cũng đang xả bồn để chuẩn bị vệ sinh cái bồn này bằng cái máy rửa xe này. Còn máy nước lần thế đây, một con sẽ hút từ cái bồn lần đẩy xuống nhà. Đường nước nóng thì hút từ năng lượng mặt trời đi xuống. Cái đường cấp qua năng lượng sẽ là đường tự nhiên nha, cho nên mình phải đi lại cái tê mới ở đây. Hello anh em. Hiện tại thì mình đang ở bên quận 2 nha anh em. Bữa nay mình sẽ gắn cho khách ở đây sẽ là một cái hệ thống lọc đầu nguồn với 2 cột 1054 là cột inox 1054 nha. Rồi 2 con máy bơm tăng áp điện tử thông minh Awashi. Rồi. Trên 2 cái thùng tre, bơm có thùng tre luôn. Thùng tre của bơm gắn ở đây, 1 con bơm mà cho nước nóng và 1 con bơm cho nước lạnh hút đẩy xuống. Lọc nước thì nó sẽ đi qua cái hệ thống lọc xong rồi mới lên cái bồn chứa này. Đó, đi qua hệ thống lọc. Tới là em trai. Dạ, là thằng em. Dạ. Em để 2 cột ở đây ha, cột 1 cột 2 ở đây ha. Nói chung là cứ an toàn là ok. Dạ, không để phía ngoài là được đấy. Nước đổ vô với vật liệu vô nặng lắm. Dạ. Xói trước. Trời này đứng bóng này, em thấy không? À, không có nắng cho nên thằng An không cần đội nón. 2 tay bịt cái miệng lại cho nó khỏi ra ngoài. Không ăn được rồi, nước em ok rồi. Than Ấn Độ nhá, khác với than Việt Nam. Anh em có thể so sánh, thẩm thấu kỹ hơn, lọc mùi khử mùi rồi, nước trong hơn, không hôi, mắc tiền hơn, đơn giản là vậy thôi. Kiểu tiền nào của đó. Nó đạt rồi thôi, tại vì khi mà có than vào á, độ pH nó cũng có lên một ít nhưng mà lên ít nhé. Mình thêm một ít vào cho nó ổn định thôi. Mọi người đừng có suy nghĩ là nước thủy cục nó không phèn nhá. Không phải đâu. Được 2 cái van radian. Phèn ít phèn nhiều tùy vào khu vực nữa. Đổ xong rồi, giờ lắp 2 cái van 3 ngã. Mình có tư vấn bên Hải là xài van điện tử, nhưng mà anh kêu không cần đâu, xài van cơ để có gì lên kiểm tra luôn. Theo dõi kiểm tra xúc xạ bằng tay rất khỏe. Có nhiều người thích vậy, cũng có nhiều người thích tự động. Không phải ai cũng giống ai được. Van này van phi 34 nhá, có loại phi 27 nữa. Mình đa số là bắp 34 mà 27 thì mực nước lọc nó qua thấp đó. 1 giờ được 2 khối à. Còn này 1 giờ được 4 khối, nó thoải mái hơn. Được không? Gắn được không? Nó sẽ hơi khó. Vừa đẩy vô vừa vặn mới được. Ừ. Không, bên này chưa vô này. Đó, thấy không? Phải vô đều hết. Khó đúng không? Đều hết rồi. Vặn vô cắt xong. Trong bịch đan có mấy cái đầu răng 3427. Giữa inox và nhựa đôi khi nó sẽ bị lệch vài răng, nhưng mà anh em đừng có vặn cố làm sao cho nó vô cho dễ nhất có thể nhé. Để vô quá nó dễ hư cái khóa lắm. Lệch chật một răng đó không, bạn phải nhẹ như vậy mới được nhé. Bạn mà thấy nó lệch phát anh em phải ngưng tay liền. Nhiều anh em cố vặn cái nó bị nghiêng hư răng, là một nghiêng cái con khóa ra mất tiêu. Vật tư mình mua theo thì luôn luôn có hai khóa ha, 3 rắc co 27 để mình đổ vào đổ ra đủ hết. Có bị lệch ra không? Ok, xong hai cột lọc, giờ đang xúc xạ, cho nước vào xúc xạ lần đầu. Cột 1054 inox nhé. Nước đang qua. Nước ra. Sạch không? Sau khi mà đổ hai cột lọc xạ xúc xạ đồ xong thì nước chuẩn bị trong rồi thì mình sẽ bắt đầu lắp bơm điện tử của Awashi, một con cho nước nóng và một con cho nước lạnh ha. Đây, con nước nóng mình sẽ gắn trước, nó sẽ hút trực tiếp từ cái năng lượng mặt trời này đi xuống nhà. Awashi thì nó có cái thùng tre nha, đây, thùng tre hai hồng ra hai bên. Con này là sẽ là 200W. Maximum công suất của nó là 220 khối một giờ. Để cột áp cao là được 28 m, tức là áp lực nén trong nhà được khoảng 2,5 kg, hút sâu được 9 m ha. Đổ hồng vào là 34, hồng ra 34 bên này, nhưng mà mình xài rắc co giảm về 25. Ở đây có đèn báo máy chày, đèn báo mất nước, đèn báo có nước, hẹn giờ, hẹn chạy hoặc điện theo giờ. Còn tăng giảm này là nói thiệt lại với em mà không phải là tăng giảm công suất máy bơm luôn nha. Này là khi mình bấm còng nhiều quá thì mình khóa cái vòi lại thì nó tắt lâu tắt bơm, còn khi mình bấm trừ nhiều quá thì khóa vòi lại thì nó tắt nhanh hơn vậy thôi. Nhưng bù lại thì khi mà bấm trừ nhiều thì mở nó nhanh, tắt thì nó sẽ khởi động chậm, mà nó tắt lâu tắt thì nó khởi động nhanh. Nhưng mà anh em bấm còng nhiều quá thì nó chạy hoài nó không ngắt luôn. Ok, giờ mình sẽ để bên đầu vào của nó bên này thì đường hút ở bên này thì bắt đầu mình phải xoay về bên này, chứ nếu mà mình xoay ngược lại như vậy thì đầu hút bên này đi qua mất công đúng không? Mình sẽ để như vậy này. Ok, vậy là đầu vào đây, cắt đó xong đưa co lên đây, đẩy vô đây. Xong. Rồi. Rồi, tới 2 sáng giờ thì bây giờ mình cũng đã gắn xong được hai cột lọc. Lọc thì đang xả dơ lật nhất. Đây cũng đang xả bồn để chuẩn bị vệ sinh cái bồn này bằng cái máy rửa xe này. Còn máy nước lần thế đây, một con sẽ hút từ cái bồn lần đẩy xuống nhà. Đường nước nóng thì hút từ năng lượng mặt trời đi xuống. Cái đường cấp qua năng lượng sẽ là đường tự nhiên nha. Cho nên mình phải đi lại cái tê mới ở đây. Cái khóa này của nó bị hư rồi cho nên mình gắn khóa mới luôn. Đôi khi khóa cái này thì khóa nước lần thôi, còn nước khóa này cứ quất qua năng lượng mặt trời bình thường được, và ở ngăn lượng mặt trời có gắn một cái khóa nữa. Vậy thôi, hai thùng tre xíu là tre xong, giờ bắt đầu vệ sinh cái bồn nữa đã. Đường này sẽ là cấp vào máy rửa xe, qua lọc đi vào máy rửa xe, cắm vào đây. Đây là xà bông rửa chén nhưng mà không có xài. Đây chứ cái này cắm vào đây. Máy cấp điện chưa? Không đủ nước hả? Ok. Đang đi dây điện này để cấp lên cho máy bơm ha. Đi ống ngoài trời thì mình đi ống điện này. Rồi sau đó lấy điện. Đây mấy con vít mà vừa với tắc kê búa. Hay lâu lâu em quên gọi nhầm tên anh đi, để anh cảm thấy nỗi đau không còn vui. Bậy lấp đi cả bầu trời trong nắng. Cả mưa buồn xa. Mở nước ra thì xả cho nước hơi nó ra đấy, nước nó chảy ra là được rồi. Đó, từ qua là mùi rồi ha. An ơi, cắm điện cho giường đây. Rút một cái máy giặt ra cắm thôi. Ok. Xả cho ít cho khí xuống này. Hai con đều chạy. Nóng. Còn đây là hết nghe rồi. Nghe cái tiếng sờ sè của cái vòi nước này, mình hạ giảm nó lại này. Muốn nhân thì cho nó ra nhân xíu. Đó, hết kêu. Ngắt êm thôi nha, ngắt mở nó êm, nó không cái tật không ổn gì đâu.